đâu, quét đi. Anh lấy cho anh quét đi. Anh đẩy xe rùa. Mắc cờ anh. Ủa mắc cờ anh đẩy vậy, anh quét win một đùi. Em chỉ đứng em ngắt bông. Hùng ơi, thấy thương quá. Đâu có tí nữa anh lên ngủ rồi nè. Hùng, anh thấy con bé nó đúng, ví dụ em làm trai á, em dọn hết để con bé nó nghỉ ngơi đi. Anh nghĩ nên vậy. Mình nghĩ mình lựa chọn làm ở hồ bơi cũng là một điều chính xác vậy. Chính xác, ở biển giờ lắm anh ơi. Xong rồi sau đó mình coi nó có thẳng hàng không? Qua mấy giờ mới ngủ? Em hả? Ừ. Hình như 1 giờ mấy nữa. 1 giờ mấy hả? Còn anh mấy giờ? Cái gì? Anh với Nguyên bên anh trong phòng á, chắc cũng khoảng 3 giờ. 3 giờ luôn hả? 3 giờ sáng hả? Ừ. Vậy coi như không có ngủ luôn rồi. Ở nhà có hay dọn dẹp nhà cửa phụ ba mẹ không? Dạ có anh. Hả? Có chứ. Vậy mấy chuyện này đơn giản rồi mà đúng không? Ủa? Sau khi Tiễn Bích Trân ra xe, tối đó Trung Anh đã có một cuộc hẹn hò với Anna Quyên. Gì vậy? Trời ơi, ai vậy? Quyên đâu? Em nghe. Ê, đi dạo tiêu. Ghê, ok. Hôm nay đi với anh Duy nào? Vui lắm, kiểu như hai người vậy. Xong cái dọn dẹp các thứ đi cho kiểu nhưng mà mùi rồi, vui nhưng mà mùi rồi. Hả? Vui nhưng mà mùi rồi. Không, anh bên nữ không có mùi, tại bên nữ có spa. Ở trong có spa nữa. Nên là hỏi mai lắm, rất là sạch chứ không phải như bên kia. Cũng rất là sai lầm khi mà mọi người không chọn. Không, mà mỗi cái có cái trải nghiệm. Thí dụ em thì kiểu em cũng không gớm, không sợ quá đâu. Định nghĩa thú vị của em là như nào? Thử định nghĩa thú vị em nào. Những cái gì mà tò mò, cái kiểu mình chưa biết á, kiểu như chưa có cái trải nghiệm đó, đó em thấy thú vị, hoặc là cái vui nè, mọi người tiếp xúc với nhau vui vui rồi thấy thú vị. Cứ kiểu em khi tham gia cái này thật sự em sợ nhất là kiểu như nữ không có hợp nhau. Thế cuối cùng là hợp đúng không? Em hợp với Ngân đúng không? Thấy nắm tay nhau suốt. Kiểu hai chị em cảm thấy chỉ cần nhìn nhau là có thể hiểu được á. Sự hồn nhiên của Thảo Nguyên có vẻ đã tạo được ấn tượng với Trung Anh. Toàn nói rồi không? Em hả? Em cũng không có nhiều cái tài năng mà để nói dối. Em chưa bao giờ mà nói dối với mẹ em hoặc là bất cứ người xung quanh, nếu mà những cảm xúc thật của em. Bên kiểm tra này siêu rồi. Bên anh hỏi em 5 câu. Em phải trả lời em phải nói dối cả 5 câu. Bên anh hỏi em 5 câu, em phải nói dối cả 5 câu. Nếu như anh đặt ra có thể em sẽ nói dối được. Nếu mà em nói dối cả 5 câu là em giỏi nói dối. Ok. Thế tên là gì? Em tên là Quyên. Sao nói thật ngay câu đầu tiên rồi? Không, xin lỗi. Không, kiểu như mọi người. Không, nếu mà em biết đúng vậy. Với lại mọi người cái hỏi cái em. Chơi lại không? Chơi lại không? Lại nhá. Ok. Giờ em bao nhiêu tuổi? Sinh năm 2000 á. Em dậy thì em bao nhiêu tuổi? Hả? Anh không nhớ. Không, anh hỏi em kiểu vậy. Nhà em có mấy chị em? Không, anh ơi, sao em có thấy như hỏi em một cái là em... Không, kiểu em nghĩ là chuyện gì mà kiểu giấu bí mật đó thì... Bây chơi lại nha, chơi lại nha. Dạ, chơi lại tiếp nha. Ok. Em đang ở đâu? Ở Sài Gòn. Em đã đi Hà Nội vào chưa? Rồi. Em đã ra nước ngoài vào chưa? Rồi. Mấy câu rồi nhỉ? Ba. Sai nhá. Đúng nhá. Ok, em được hỏi em. Em hỏi em cứ kiểu đó rồi trả lời. Ok. Không, mà em có thói quen cứ ai hỏi nhanh em hay... Hơi bị. Gì ngại hỏi ngay đầu tiên là thì sai rồi. Đầu tiên là trả lời thật rồi. Không, tại như hai mình nói chuyện cũng hơi bị nhiều. Nhưng như em chưa đi Hà Nội em nói rồi mà. Thì sao lại hỏi nữa? À thế à? Ờ. Đấy thì anh biết là câu em sẽ trả lời... Anh biết chắc chắn là anh nhận được câu trả lời như nào. Có khi ở nhà chung anh nói chuyện với em nhiều nhất. Đúng rồi, kiểu nói chuyện. Tại vì ngay từ đầu chuyện ngồi trên xe ngồi cùng dễ kết nối, kiểu nói chuyện vui vui á. Em cũng thích vậy, đừng đặt nặng vấn đề mà kiểu mình thấy. Nhưng anh cảm thấy em vẫn kiểu đang ở trong một cái vòng an toàn của em chưa thoát ra. Anh cũng cảm giác vậy thôi, không biết đúng hay sai. Em cảm thấy em cũng vậy. Đúng không?
em chỉ đoán thôi. Nhưng mà em nghĩ là những cái mà em nói là em tin chắc là cảm xúc. Nhưng mà đây mới chỉ là ngày thứ hai. Còn 5 ngày nữa mà. À, muốn ra biển quá. Muốn di chuyển. Em đi ra biển dạo thì xong thì đi vô trong rồi. Em cũng chưa. Được. Ok vậy đi. Đi tí. Theo cảm nhận của mình về cái việc mà anh Trung Anh chọn mình hai lần kiểu gặp mặt nói chuyện thì em nghĩ là một phần là do anh Trung Anh cảm thấy thoải mái và phần thứ hai là do cả hai bọn anh người đều thích kiểu đi ra ngoài kiểu hóng mát các thứ. Nhưng mà nếu mà anh Trung Anh mà nghĩ là cũng thích chị Trân thì cũng đúng, tại vì một phần hai người cũng khá là trên là tuổi tác, cũng kiểu như dễ nói chuyện với nhau các thứ, mọi người sẽ thích lớn tuổi hơn một tí. Sáng hôm nay, các bạn dậy sớm và cùng nhau nhận nhiệm vụ là dọn rác bãi biển. Thần chổi! Tụi mình đi làm thần chổi rồi. Không biết thì mọi người nhìn vào đây có thấy cái sự chuyên nghiệp của đội mình nhỉ? Có chứ! Tụi mình quá chuyên nghiệp. Quán mà không bị gián két lên đâu phải là một cái quá trình dễ đâu. Em phải tập trung vào công việc chứ. Anh phải quét cái này chưa? Anh sao vậy? Thì em chờ anh, làm sao anh quét được. Ừ, làm đi em. Ừ. Quét. Gì gì gì? Anh nói nha. Vậy tôi quét. Hùng có một sự thay đổi hoàn toàn. Đúng như những gì anh chàng đã nói tối hôm trước. Bắt đầu hòa nhập nhiều hơn với mọi người. Em, chúng ta đang làm việc trong thời gian làm việc. Không được đùa. Cát như em nè. Vậy hả? Anh chạy anh gian ghép á. Vậy hả? Em đứng sau để anh chạy thử lại xem nó có văng không. Vậy hả? Em làm thử anh xem nào. Ra đi. Em thấy được gì đâu không? Vậy hả? Thế sao em bảo anh? Ô, anh là đàn ông. Chúng ta đều là con người mà. Một người ta gọi là cái gì nhờ? Bình đẳng, sự bình đẳng. Việt Nam và nữ. Đưa đây mẹ. Đó, nhìn cầm thế là thấy không có sức sống cầm. Đây, cầm cái chổi. Cầm vậy à. Cái không đúng à. Tại sao em phải nằm lên? Nhìn em nó hợp với cái xe bò đấy. Đau không? Ừ, đau. Nhìn, em nhìn lại đi. Em lại đây, em nhìn đi. Nhìn nó rất hợp với em. Không hợp. Anh Trung. Anh Trung. Uyên. Em có thấy chân nó hợp với cái xe hợp không? Đó, thấy chưa? Ai cũng nói, đâu phải vì người anh. Tình cảm của mình thì mình có một chút gì đó ấn tượng với anh Hùng so với những người khác. Vì hôm qua anh ấy rất là kiểu rất là ít nói, rất là điềm đạm. Nhưng mà hôm nay làm việc cùng nhau thì rất là cởi mở, hòa đồng với mọi người. Tụi mình có hay có một chút tranh cãi, nhưng mà cũng vui. Hai đứa mời mọi người ăn. Đúng rồi, sao mọi người biết chương trình này tham gia rồi ta? Thì hai anh à? Không, có biết. Dạ. Đấy, câu chuyện anh kể cho mọi người rất nhiều lần. Em nghĩ là anh là người chót. Chót mà để tham gia luôn á. Không, phải không? Nó có nhiều lý do lắm. Ví dụ ấy. Không để trả lời. Có nhiều lý do rồi. Anh này kiểu anh không thích nói dối hay gì vậy? Kiểu anh nói một không cái gì đó, anh không suy nghĩ hay là ngược lại, muốn che giấu một điều gì đó. Không, tao anh biết tham gia chương trình này. Có mang xã hội thôi em. Không, mà mới đầu tôi tưởng là gì vậy. Trời ơi. Mới mua quên mọi người ơi. Quên nặng hơn không? Thế người cũ, kiểu thương người cũ hả? Không, kiểu... Cái nguyên nó cũng hơi đậm đà. Hơi mặn hả? Đúng không? Nhưng ít nói cũng là một tay làm. Có nghĩa là họ sẽ nói thì ở bên cạnh mình. Nhưng mà không phải lúc nào cũng... Thường con gái hay thích kiểu lạnh lùng, không cứ quen lạnh lùng thì lại thích người ta nói nhiều. Tại sao chia tay cũng dữ hơn?
trọng có hình sao. Em muốn có hình là em sẽ không up hình lên mạng, hay là em không có kiểu mà sống ảo, em không kiểu mà hay up hình người yêu lên mạng đâu. Mình tay nhau vậy, anh không có... không anh không gửi hình, anh xóa clip. Em không có xóa hình nha, em không có xóa gì cả, em muốn giữ cái đó. Sao anh lại xóa clip? Hình với clip nó khác gì nhau? Hình là một cảm xúc, còn clip là nhiều cảm xúc. Uh-huh. Em không bao giờ muốn xóa những cái hình có clip cả, em muốn nó là một cái gì đó kiểu vậy. Sau cái lần bạn em với bạn trai em á, thì em có cảm giác với một người nào khác nữa không? Sau đó không? Không à. Bao lâu rồi? 2 năm. Có 2 năm rồi. 2 năm từ khi em chia tay bạn trai. Ừ. Tới bây giờ là em không có cảm giác với người nào. Không phải, thích hơi thì có, nhưng mà không có đủ để quen chính thức. Tại thực ra con người em không biết thể hiện tình cảm mà. Trong bữa ăn, chủ đề của các thành viên bắt đầu xoay quanh một thắc mắc. Hỏi gì luôn á? Không ơi. Anh. Nè, lại không kiềm chế được cảm xúc. Anh phải trưởng thành đi. Cái giọng nói mất mạng, chắc chưa sửa đúng mạng. Cách ảnh là đúng không? Người ta lớn tuổi, ta cũng khó, người ta cũng không cho em ở, nên là chị có thể hỗ trợ cho em một cái giường bé bé để cạnh ảnh, để em có thể nằm ngủ cho nó thoải mái. Lo điếm nè. Thơm đi rồi điếm. Nhìn nó mát ghê quá vậy. Em điếm cho bạn vậy? Không điếm luôn. Cảm ơn câu chuyện thực sự cảm động quá. Gì vậy? Tối em không mà lúc mà tối ở nhà chung á, lúc mà ảnh ra ảnh làm cái gì mà chưng chưng lưu mũi gì đó, ảnh với anh á đúng không, làm thật em thấy thời kiểu như anh đang hơi là phấn khích, kiểu rất là phấn khích để làm cái chuyện đó, em thấy được đó luôn, coi năm mỹ em nói thiệt. Tại vì Phong nghĩ á là ở Phong á có một cái gì đó đôi chút thực sự là nhẹ nhàng, và Phong thực sự là với một cái cách điềm đạm thì người ta dễ suy nghĩ mình hơn là mình là trong thuộc cái nhóm nào. Nhưng mà sau khi anh em ngồi lại nói chuyện với nhau thì đó chỉ là một cái nói vui thôi, nên là không có bàn tiếp nữa về vấn đề đó. Thanh Phong cả buổi hôm nay không biết vô tình hay cố ý mà anh chàng luôn kè kè cùng Quỳnh Ngân. Em có tin là anh nè, anh không hút thuốc nè, không hút xì xa nè, không chơi những cái chất kích thích, không đi ba nói chung này nọ, đi lớp tranh có đi. Và anh có một bạn thân, anh ở đó chơi rất là thân với nhau, thậm chí là mặc đồ cặp người ta cứ tưởng là mình yêu nhau luôn á. Đi ra đường phải không? Bằng áo sơ mi trắng, quần tây, tại vì thích, hai người đều có chung một cái sở thích là như vậy. Cái mang đôi giày đỏ, tại vì anh thấy là đôi giày đỏ nó hợp với bộ đồ đẹp quá, thế rồi là mang chung, là hai người đều mang giống y trên từ chân dưới. Bạn thân đi học tất cả mọi thứ là alo tới giờ đi học này vậy đi, rồi đi học nữa, nói chung là lo lắng lắm. Cái một lần mà đi chơi vậy, Bin, ông thử hút xì xa đi. Anh mới nói là không, thử đi. Trời ơi, ông nghe tôi bạn thân của ông, lẽ này có chết đâu mà nó không hút là không hút. Cái gì không phải là khi mình nghe lời người ta khác, nghe lời những cái người mà thân thiết của mình đó, để là mình làm, ý là mình cảm thấy trước mắt cái đó là cái hại, nên là mình đừng có lao đầu mà vào. Nên là anh nghĩ là cho dù cái đó là ở bản thân mình đó, mình muốn hay không là ở bản thân mình, về cái chuyện mà bỏ đúng là thực sự mình nói rất đơn giản, nhưng mà ở chính ở bản thân mình đó, mình muốn thì mình bỏ. Đôi khi nhiều khi á, anh vì em mà anh bỏ, em hiểu không? Anh vì em mà anh sẽ bỏ. Nhưng mình dồn cho người ta một cái hy vọng quá rồi xong thất vọng. Khi chia tay xong anh lại quay trở lại để anh tìm tới cái đó. Em hiểu không? Nhanh nhẹn anh hết giờ. Lâu quét đi. Anh lấy chỗ anh quét đi. Anh đẩy xe rùa. Mắc cười quá anh. Ủa mắc cười quá, nãy giờ anh quét nguyên một đùi. Em chỉ đứng em ngắt bông. Hùng ơi, thấy thương quá. Đâu có tí nữa anh lên ngủ rồi nè.
Không, anh thấy con bé nói đúng, ví dụ em làm trai á, em dọn hết để con bé nó nghỉ ngơi đi. Anh nghĩ nên vậy. Mình nghĩ mình lựa chọn làm ở hồ bơi cũng là một điều chính xác nhỉ? Chính xác, ở biển giờ lắm anh ơi. Xong rồi sau đó mình coi nó có thẳng hàng không? Qua mấy giờ mới ngủ? Em hả? Hình như 1 giờ mấy nữa. 1 giờ mấy hả? Anh mấy giờ? Cái gì? Anh với Nguyên bè anh trong phòng á, chắc cũng khoảng 3 giờ. 3 giờ luôn hả? 3 giờ sáng hả? Vậy coi như không có ngủ luôn rồi. Ở nhà có hay dọn dẹp nhà cửa phụ ba mẹ không? Dạ có anh. Hả? Có chứ. Vậy mấy chuyện này đơn giản rồi mà đúng không? Ủa cái cây này đúng không? Đúng rồi đúng rồi. Ê, mấy chuyện này đơn giản hơn, anh chọn đây là sáng suốt. Đúng rồi. Em à, anh luôn sáng suốt em. Đúng rồi. Anh già rồi mà anh chọn dở cái là tụi nó xài xẻ anh sao? Đâu được em. Sáng ở nhà thường em dậy mấy giờ? Em hả, tùy hôm à. Có hôm cần công việc thì dậy sớm, có hôm thì dậy muộn. Có khi 5 giờ em cũng dậy được vậy. Còn anh? Anh hả? 12 giờ. Không, tại vì anh đi làm buổi sáng mà. Nhưng mà có khi thì 7-8 giờ, 8-9 giờ mới bắt đầu dậy. Thường trễ nhất là 9 giờ. Trễ nhất là 9 giờ rồi? Không có hôm nào 12 giờ hả? Không, 12 giờ trừ khi quay tới đêm, tới khuya rồi này nọ thì qua ngày hôm sau mới ngủ nướng. Mà thật ra ngủ nướng chứ mình trễ nhất là cũng 11 giờ dậy rồi. Hả? Chà cột ha. Dạ. Ê vậy em, anh, em ở dưới anh ở trên. Trời, lấy cái khăn này hả? Thôi vậy người lau hơn nữa gì hả? Hay sao? Đó rồi em lau cho anh, em lau dưới cho. Em gọi dưới thì kỳ. Anh biết múa cột không? Hả? Anh biết múa cột. Thích, coi người ta múa cột thôi. Thích cột. Chứ cái tướng em là múa cột thì kỳ lắm em. Giống như trong 4 bạn thì có tình cảm đặc biệt nhất với bạn Phong. Ủa em nói là em ấn tượng chứ đâu phải ấn tượng là ta đang hỏi ấn tượng tình cảm đặc biệt đó thì cô trả lời. Em không có hiểu. Anh ví dụ anh nói là có tình cảm đặc biệt thì trả lời khác rồi. Tại vì anh hỏi ấn tượng thôi. Em vậy chỉ biết từ cái em đó nghĩ, em nghĩ từ cái ấn tượng đó đó thì mình có thể phát triển nó hơn không? Cũng có thể. Mà em thấy Phong sao? Phong hả? Đẹp trai. Phong cách. Dễ nhìn. Ngoại hình sáng sủa. Đặc biệt là hoạt ngôn đó đúng không? Không, em không thích chữ hoạt ngôn. Không thích chữ hoạt ngôn. Đôi khi cái sự hoạt ngôn đó nó sẽ buồn trừ cho em chứ. Cái điểm đó là điểm em cảm thấy giống như là nhiều khi hoạt ngôn nhiều quá em không hiểu được câu chuyện. Có nghĩa là hoạt ngôn nhiều quá em cảm thấy như là em bị không có nắm bắt được câu chuyện đang nói gì cái gì. Có nghĩa là em chậm hơn nhịp á hả? Đúng rồi, phải nói từ từ em mới biết được. Có hai bạn cùng, hai bạn nam cùng ấn tượng và với Trân lớn thì em nghĩ là chuyện bình thường ấy. Chị Trân vừa xinh đẹp vừa cá tính đúng không? Chị nói chuyện lại khéo léo. Thì nếu mà em là con trai em cũng thích vậy. Không hẳn là, cho nên hai bạn đó em nghĩ có tình cảm là chuyện bình thường. Mẹ em có bất ngờ không khi mà thấy Trung Anh cũng thích Trân rồi Hùng cũng thích Trân? Em nghĩ cũng không có gì bất ngờ. Không bất ngờ luôn. Anh định thấy bất ngờ á. Ví dụ như là anh nghĩ là Trung Anh sẽ một là với em hoặc là một là với bạn chân nhỏ. Em nghĩ là Trung Anh tính cách thì cũng khá thoáng. Chắc có lẽ thích chị Trân nhiều nhất. Quỳnh Ngân cũng chịu mở lòng mình nhiều hơn, nhưng người cô chọn tâm sự là Nam Duy khiến cho Thanh Phong cảm thấy khó chịu ra mặt. Em nghĩ là mình là một team á, thì thấy em làm dưới thì cũng chạy xuống dưới mà phụ chứ làm gì ngồi đây nói chuyện vậy. Ta mới lau cây dù xong, ta mới nghỉ mệt tới rồi hồi ta xuống ta la vào lau dù tiếp. Trời ơi, nói chuyện đi rồi ngủ quên. Đi đây phụ nè. Rồi biết rồi. Nhưng mà em thấy á, hai người có hai người vui lắm á. Vui không? Tạo bật người quý quá vui luôn. Trời ơi, chứ anh thấy mệt hết chứ. Hai người thích ăn cà xuống à. Cà là gì? Cà khỉa anh. Cà khỉa hả?
chắc nó thấy hai đứa mình nói chuyện với nhau nó wow. Trên tất cả là của em Trên ơi. Chữ bao tôi đẩy. Ok. Cầm. Nhanh cái chân lên. Chà biết chưa không? Ừ, anh toàn mặc màu vàng. Trời ơi, không sao hết. Em cũng màu vàng, nhưng mà nó hợp với anh thôi. Em là sao mà hợp màu vàng với anh được? Em biết cái màu vàng là hot của năm nay không? Em thích màu vàng mà. Màu vàng là hot của năm nay đấy. Em cũng thích màu vàng mà. Rồi sao? Nhưng mà anh không thể mặc màu vàng. Có anh mặc màu vàng thôi. Coi như là hôm nay là 4 bạn đã đến giờ này đã kết thúc cái công việc của mình ngày hôm nay. Thì trước hết cô xin chúc tất cả sức khỏe tất cả anh em trong cái ekip ngôi nhà chung. Và chúc tụi con có một cái buổi hẹn hò rất là ý nghĩa. Dạ, cảm ơn cô. Tụi con cũng cảm ơn cô đã cho tụi con trải nghiệm rất là vui vẻ ngày hôm nay, đã tận tình chỉ dạy cho tụi con. Thì mong là sau này tụi con sẽ có dịp để ghé lại đây gặp cô và mọi người. Các bạn đã hoàn thành công việc và sẽ có cả buổi chiều để thư giãn và hẹn hò. Thành Phong đã đưa ra một kế hoạch nhằm gây bất ngờ cho Quỳnh Ngân với sự giúp đỡ của Trung Anh. Nó là như vậy nè. Anh đừng nói anh tặng. Anh nói là ừ, anh không nói là anh tặng. Ừ, ý là nói là bạn lại, anh nhờ bạn lại tin. Cho anh chọn 2 cây kem. Anh nghĩ anh sẽ chọn 2 cái này. Thì anh nhờ em là lúc đấy nhá. Mang lên hộ anh nhá. Dạ, được phòng phòng số 5 anh. Dạ, phòng 5 ở villa bên này. Tặng Ngân Phong, ký tên người bí ẩn. Tại sao tặng hai người lại ký tên người bí ẩn? Vậy là ai vậy đó? Hay là mình đi xuống dưới mình hỏi thêm sao? Tại vì ở đây là tặng Ngân và Phong có hai người thì chắc chắn là anh Phong cũng cần biết. Anh! Cái gì vậy? Nè, anh đọc đi. Tặng Ngân với Phong, ký tên người bí ẩn. Mà ai tặng? Em không biết nữa. Tự nhiên có nhân viên mang đến phòng đến của em. Người này ký tên là người bí ẩn. Anh nghĩ người đó là ai? Em lại đang ngồi đây. Ủa là sao tự nhiên giữa trưa gì tặng kem lại gì? Em đâu biết đâu, em đang ngủ mà. Trời ơi, chắc người ta vẫn biết anh thích ăn kem á. Mà anh đang thắc mắc là tại sao tự nhiên lại tặng kem giờ này? Bị khùng, bị điên cái gì ai vậy trời? Điên. Ai mà? Ai làm chuyện rảnh quá vậy anh? Ai đưa cho em cái này? Một nhân viên thôi, một nhân viên đó là có người khác tặng. Nhân viên nào em chỉ coi. Đi rồi. Nhân viên của khách sạn mà. Anh không nghĩ là nhân viên tặng, em không? Không, em một người nào đó nhờ nhân viên. Nhưng mà người đó muốn giấu tên. Tự nhiên sao lại tặng cho anh với em? Em đâu có biết đâu. Mà không phải là tặng cho riêng em. Ví dụ người ta thích em thì ta tặng em, hiểu không? Mà tại sao lại tặng cho có anh nữa? Vậy là ta thích anh cũng không phải hả? Chẳng lẽ hai người đều tặng cho hai người? Không lẽ người ta thích em với anh? Nếu mà một người thích cả hai chắc có vấn đề. Người bí ẩn. Anh đoán được ai không? Anh không nghĩ. Tự nhiên thì chưa nắng gian gian khùng điên tặng kem. Mà đã vậy sao anh ghét nhất là cái chuyện này nha. Thà tặng là tặng trực tiếp. Anh ghét nhất cái kiểu mà đi qua đưa tặng qua tay người này qua tay người kia.
và anh không biết người ta ý muốn gì. Thế là thích em thì tặng em, còn thích anh thì lại tặng anh. Em đâu có thích kem đâu. Anh không biết nữa. Thôi cũng kiểu ăn đi con cho có. Chứ ta để ta tặng người không ăn thì thì cũng buồn. Nè, ai tặng thì nhớ ra đây nói trước mặt nha. Cảm ơn mấy viên kem. Cảm ơn, trưa nắng có kem anh đỡ. anh đừng nói anh tặng. Anh nói là anh không nói là anh tặng. Ừ, đó, ý là nói là bạn lại, anh nhờ bạn lại tân. Mọi việc đã không như anh chàng dự tính khi Quỳnh Ngân nhắc đến Nam Duy. Ê, có gì nợ anh Duy không? Không, không ăn. Không ăn thôi, mình ăn, đem về phòng cho. Dù sao người ta nhận mình phải giữ chứ, đúng không? Có lòng là được rồi. Còn chuyện của ai tặng hay gì để hỏi sau. Đến bây giờ thì anh Phong vẫn là người ấn tượng nhất đối với mình. Các đường dây cảm xúc đã bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn. Quỳnh Ngân luôn khẳng định mình thích Thanh Phong, dù cho có nhiều nghi ngờ xoay quanh về anh chàng này. Hùng đã bắt đầu thay đổi bản thân để cho Vích Trân thấy được sự cố gắng của anh chàng. Anna Quyên lại có cảm tình với Trung Anh, còn Trung Anh đang tỏ ra mình quan tâm đến cả Bích Trân và Anna. Hãy chờ đợi những điều hấp dẫn hơn vào tuần sau.